Tôi mới phát hiện Coca-Cola có cái food mark này hay phết mọi người ạ. Nay thử thách cầm 500 nghìn đi ăn quán trên Coca-Cola food mark đánh dấu xem thử là nó như thế nào nhá. Dành cho anh chưa biết thì food mark của Coca-Cola là tuyển tập các quán đỉnh cao với siêu nhiều món ngon nha, nơi cho mọi người tụ tập để chém gió với chiếc bụng no được lựa chọn bởi Coca-Cola. Để đề phòng ăn không hết, mình mời thêm 3 người bạn của mình nữa đi ăn chung cho nó vui. Chốt được quán rồi mọi người ạ, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn Texas Chicken. Bạn ơi, bây giờ mình đi 4 người thì có combo nào không bạn? Hiện tại bên em đang có happy combo ạ. Mình đi 4 người mình dùng giúp em 2 combo nha. What's up quán đỉnh food mart? Ngay thôi. Tôi tò mò, bạn cũng thế. Nhóm mình sẽ chốt lại là ăn ở quán Texas Chicken ha. Không gian quán thì rất là rộng rãi và thoải mái. Nói chung là ngày hôm nay rất là nóng nhưng mà mình thích một cái chỗ nào đấy nó phải rộng rãi, thoải mái một tí, ăn nó mới ngon được. Nhóm mình chọn combo happy 199k ha. Mà nhất định là không thể thiếu Coca-Cola rồi. Cái combo happy này á thì bình thường nó sẽ có giá là 267k nhưng mà hiện tại nó chỉ còn là 199.000 thôi. Cái phần ăn mà mọi người đang nhìn thấy mình ăn ở đây á là hai combo dồn lại thành một nha mọi người.